án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4E đoạn km 0 đến km 44+600 Bắc Ngầm, thành phố Lào Cai là công trình giao thông đường bộ cấp 4 miền núi, đoạn qua các trung tâm xã thị trấn tiêu biểu cấp 3 đồng bằng, được khởi công cuối tháng 9 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Tổng kinh phí đầu tư hơn 78 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các nhà thầu triển khai 4 điểm thi công, thực hiện các hạng mục san nền, dài mặt đường, làm cầu và đào rãnh thoát nước. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 75% khối lượng công việc. Theo nhận định, nếu thời tiết thuận lợi và với tốc độ thi công như hiện nay, dự kiến dự án hoàn thành trước 4 tháng so với kế hoạch ban đầu. Hiện nay thì có một số hạng mục như là thảm bê tông nhựa, rãnh hình thang, tường chắn bê tông, rồi kè xây thì anh em cũng công trường cũng đã triển khai là cơ bản tổ chức 4 đến 5 mũi thi công tăng ca tăng kíp đảm bảo cái tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Là tuyến đường huyết mạch từ huyện Bảo Thắng đi khu công nghiệp Tằng Lỏng và thành phố Lào Cai, lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại hàng ngày rất đông. Các đơn vị thi công đã tăng ca bố trí lực lượng hai đầu công trường điều tiết và đảm bảo giao thông. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Lào Cai luôn bố trí các kỹ sư giám sát phối hợp với cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công, thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm soát chặt chẽ từ nguyên vật liệu đến quy trình kỹ thuật thi công, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình. Phối hợp để giải quyết những vướng mắc chẳng hạn như là mặt bằng, rồi trong công việc là cũng phối hợp chặt chẽ là làm thế nào đẩy nhanh tiến độ, vượt tiến độ càng nhiều thì nó sẽ đưa vào cái tuyến vào là khai thác sớm hơn, có hiệu quả hơn. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4E đoạn Bắc Ngầm, thành phố Lào Cai hoàn thành cùng với việc kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và lưu thông của người dân, doanh nghiệp trong vùng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các địa phương trong tỉnh.